sống hiện đại đang mang đến tất cả sự chuyển dịch, mất đi trạng thái cân bằng trong hệ thống chuyển hóa của chúng ta. Aceclock Reset kiểm chứng về khoa học với công thức phối hợp độc đáo, đặc biệt và giàu dưỡng chất sắc tím. Giúp chuyển dịch hệ thống chuyển hóa của chúng ta trở về trạng thái cân bằng khỏe mạnh. Và bây giờ bạn có thể tăng cường hiệu quả của lối sống lành mạnh. Aceclock Reset. Hi, I'm Dr. Mark Bartlett, Vice President of Global... Xin chào tất cả các bạn. Tôi là tiến sĩ Mark Bartlett và tôi là phó chủ tịch nghiên cứu và phát triển của Pharmanex toàn cầu. Tôi rất vui mừng được chia sẻ với tất cả các bạn về Aceclock Reset. Thú vị được cung cấp bởi sắc tím. Aceclock Reset sẽ giúp chúng ta chống lại các tác động của lối sống hiện đại, đặc biệt là khi mà chúng ta kết hợp với sự lựa chọn lối sống lành mạnh khác. Mặc dù rằng lối sống hiện đại của chúng ta ngày nay có rất nhiều lợi ích so với những năm trước đây, chẳng hạn như là chúng ta có được nhiều nước sạch hơn, sức khỏe và công nghệ, nhưng mà nó cũng tác động tích cực đến sức khỏe của chúng ta. Và điều này thì rất có thể là do chúng ta sống trong một thế giới luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ của chúng ta và mang đến tính hỗn độn. Cái lối sống hiện đại của chúng ta ngày nay thì thường phải làm việc nhiều giờ hơn, ngủ ít hơn, giấc ngủ kém chất lượng hơn, và chúng ta quá căng thẳng và chúng ta phải ăn uống trong khi đang làm việc. Tại của tất cả chúng ta ngày hôm nay thì với tất cả những đặc tính về sự hỗn loạn, sự xáo trộn như thế thì sẽ khiến cho cái thành phần hóa học trong cơ thể của chúng ta không còn đồng bộ được nữa, và hệ quả là sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Chúng ta có thể cảm nhận được một số cái trải nghiệm không tốt đó trong sức khỏe của chúng ta, và nó đang âm thầm tác động tiêu cực đến. Bạn biết không rằng là 90% người tiêu dùng đồng ý rằng là lối sống hiện đại đang mang đến những áp lực tiêu cực lên cơ thể của chúng ta. Và khoa học cũng đã kiểm chứng chính xác rằng cái nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng là cứ 8 người thì chỉ có một người trong số chúng ta có một cơ thể sinh hóa khỏe mạnh mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta có tới 88% không có trạng thái khỏe mạnh đó. Vậy thì hãy dành một ít thời gian ở đây để chúng ta xác định được sinh hóa trong cơ thể của chúng ta. Đây là cách mà chúng ta hiểu được cơ thể của mình tương tác với impact how our nó body bao gồm toàn bộ các quá trình sinh học. Sinh hóa nó tác động đến mọi bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Những quá trình này nó tác động đến cách mà cơ thể chúng ta chuyển đổi thực phẩm khi ta đưa vào cơ thể của mình, và cách mà nó chuyển thành năng lượng và cách sử dụng hay lưu trữ năng lượng đó như thế nào. Chúng ta sẽ nói về các cái phản ứng được xúc tác bởi những cái men enzyme. Chúng ta tạo ra những phân tử sinh học, rồi từ đó xây dựng ra những cái việc tái tạo mô mới. Chúng ta đang nói về 2000 cái cơ chế phản ứng sinh hóa như thế đang diễn ra đồng thời trong cơ thể, tạo cho nhau như một cái mạng lưới đồng bộ. Và theo một cách dễ hiểu mà nói về bản chất và sức mạnh và sức khỏe của quá trình sinh hóa trong cơ thể, chính là chúng ta nói về một giải phổ rộng. Có một đầu là những cái lối sống lựa chọn lành mạnh, và đầu đối lập là những cái lựa chọn lối sống không lành mạnh khác. Thì chúng ta có thể ở đầu bên này hoặc đầu bên kia, nhưng mà đôi khi thì chúng ta có thể nhìn thấy là mình dịch chuyển qua lại giữa hai cái cực này, và nó dựa trên những cái lựa chọn mà chúng ta thực hiện mỗi ngày. Và mục tiêu của chúng ta là làm sao để trở về trạng thái lành mạnh, đúng không nào? Và thì lựa chọn lối sống lành mạnh như là luyện tập thể dục thường xuyên, duy trì lối sống năng động và ăn uống dinh dưỡng nhiều trái cây, ngủ đủ giấc, ít căng thẳng hơn. Và bây giờ thì tôi hiểu rằng là không ai cho chúng ta sống hoàn hảo cả. Không phải là lúc nào chúng ta cũng sẽ đạt được 100% kết quả tốt đẹp như thế này. Và chúng ta có thể phải thức quá khuya, hoặc chúng ta phải ăn những cái đồ ăn vào bữa ăn tối, nhưng mà chúng ta có thể cố gắng đưa những lựa chọn lối sống lành mạnh hơn để giúp chúng ta theo cái sự thay đổi về hướng khỏe mạnh tích cực hơn. Vì vậy lối sống hiện đại trong cơ thể của chúng ta càng trở nên căng thẳng hơn, chúng ta càng đưa ra nhiều lựa chọn không lành mạnh, thì cái áp lực đó tích tụ càng nhiều hơn. Vì vậy thì điều gì có thể giúp chúng ta xây dựng cái khả năng phục hồi để xử lý tốt hơn những căng thẳng đó? Chính là vì chúng ta đưa ra những lựa chọn đối ngược. Đưa ra nhiều lựa chọn lành mạnh thì cơ thể chúng ta càng trở nên kiên cố hơn, đúng không nào? Tôi lấy ví dụ rằng là nếu bạn ngủ 3 hoặc 4 tiếng một đêm mà thôi, và bạn sẽ không cảm thấy thoải mái vào ngày hôm sau. Bạn ngủ đủ vào đêm hôm sau thì bạn sẽ ổn. Nhưng mà nếu bạn chỉ ngủ được 3 hoặc 4 tiếng trong vòng một tuần hoặc trong một tháng, thì chắc chắn là bạn sẽ khó hơn rất nhiều để có thể trở về trạng thái cũ và trạng thái phục hồi. Và thì cái khả năng phục hồi này, hay là việc mà chúng ta thiếu vắng đi cái khả năng này, sẽ ảnh hưởng, sẽ được phản ánh trong quá trình sinh hóa cơ thể của chúng ta. Chúng ta sẽ nói để hiểu hơn về lối sống hiện đại, nó tác động đến chúng ta như thế nào, về những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến tác động đó. Và đã đến lúc chúng ta cần phải chuyển hướng để suy nghĩ khác hơn về sức khỏe của mình. Khi mà nói về Aceclock Reset thì đây là một cái sản phẩm có thể giúp cho chúng ta chuyển dịch cái hóa sinh của cơ thể sang một trạng thái, một cái chế độ lành mạnh hơn. Chuyển dịch hóa sinh của cơ thể chúng ta rất quan trọng, bởi vì điều này sẽ liên quan đến cái giải phổ mà tôi vừa đề cập hồi nãy. Bởi vì bằng cách này thì chúng ta sử dụng sản phẩm rất đơn giản và mạnh mẽ để
chuyển nó sang trạng thái lành mạnh hơn và kết hợp với các lựa chọn lành mạnh hơn như là hoạt động thể chất tích cực hơn, vân vân. Vì vậy thì bằng cách chuyển dịch cái quá trình sinh hóa của cơ thể để trở nên khỏe mạnh hơn, thì cái H-Lock Reset là một cái hợp chất bổ sung mạnh mẽ hàng ngày. Nó giúp chúng ta tác động đến sống hiện đại, như chúng ta ăn uống lành mạnh hơn, luyện tập thể dục thường xuyên hơn, ngủ ngon hơn. Và điều này rất quan trọng để thể hiện ý nghĩa của việc giúp cơ thể chúng ta trở nên kiên cường hơn, giúp cơ thể của chúng ta đối phó tốt hơn trước những cái áp lực của cuộc sống hiện đại và đang ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và cái sản phẩm là một cái công cụ mà có thể giúp chúng ta sử dụng khi đang cố gắng đưa ra những lựa chọn tích cực hơn như thế. Thì H-Lock Reset là một cái sản phẩm thực sự đặc biệt. Bởi vì đầu tiên nó tập trung những cái lợi ích đã được khoa học minh chứng. Và bên cạnh đó thì nó nhắm đích đến các cái căn nguyên tác động đến quá trình sinh hóa trong cơ thể của chúng ta như thế nào. Và nó dựa trên cơ sở của những cái khoa học vững chắc như thế nào. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về một cái công thức anthocyanin hoàn toàn độc đáo. Mà thật sự là chúng ta không thể tìm thấy ở bất cứ cái sự tương đồng nào, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Khi mà sử dụng nó hàng ngày thì H-Lock Reset sẽ có một cái lợi ích sức khỏe được minh chứng về khoa học. Nó giúp cho chúng ta hỗ trợ sức khỏe toàn diện, giúp hỗ trợ các cái quá trình sinh hóa bên trong cơ thể của chúng ta, giúp chúng ta cân bằng sự lành mạnh của các vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu trong đường ruột và giúp chúng ta cải thiện cả hệ thống phòng vệ chống oxy hóa, giảm áp lực oxy hóa trong cả cơ thể. Nhưng mà những cái lợi ích này nó mang lại là mang tính toàn bộ hệ thống, nghĩa là toàn bộ cơ thể của chúng ta. Vì vậy thì làm thế nào mà Reset có thể làm được tất cả những điều tuyệt vời như thế này? Đó là bởi vì nó được cung cấp bởi màu sắc tím và cụ thể ở đây chính là những cái hợp được gọi là anthocyanin. Đó là cái hợp chất mạnh mà được tìm thấy trong những quả mọng màu tím sẫm và cái màu gạo đen. Và mặc dù là chúng ta biết rằng chúng ta ăn phải nhiều loại trái cây, nhiều màu sắc khác nhau, nhưng mà bạn có biết không ạ? Mọi người không ăn đủ anthocyanin trong chế độ ăn thông thường của họ mỗi ngày. Và trên cái nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, người trung bình trên thế giới chỉ sử dụng chưa tới 25mg mỗi ngày, cho dù họ ăn tốt nhất khi chăng nữa. Và cái nghiên cứu mà chúng tôi cho thấy rằng là chúng ta thật sự cần nhiều hơn cái lợi sức khỏe từ cái hợp chất này mang lại. Và một cái nghiên cứu khác của chúng tôi thì chúng tôi đã xem xét cả liều lượng cũng như là cái loại bên trong đó. Thì chúng tôi nhận ra là có hai loại ở bên trong đó tạo ra sự khác biệt lớn về kết quả mà chúng ta có thể mong đợi. Thì H-Lock Reset là cái công thức pha trộn độc quyền của đúng loại anthocyanin và nó có hiệu quả hơn với việc hỗ trợ các quá trình sinh hóa trong cơ thể của chúng ta khi đạt đến liều lượng là 215mg mỗi ngày. Vậy thì cái liều lượng chính xác này của các loại anthocyanin cũng như kết hợp đúng loại và lối sống lành mạnh thì nó tạo ra nhiều khía cạnh sức khỏe cho lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và điều này mang lại một cái hiệu ứng gọi là domino khi mà nó hỗ trợ tích cực hơn cho những quá trình sinh hóa trong cơ thể của chúng ta. Và kết quả thực tế là chúng ta có thể giúp dịch chuyển sang một chế độ lành mạnh hơn rất nhiều. Khi mà chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn, cơ thể của chúng ta có thể khả năng phục hồi tốt hơn những căng thẳng của lối sống hiện đại. Và H-Lock Reset là một sự lựa chọn khác có thể giúp chúng ta xây dựng khả năng chống chọi với những căng thẳng này tốt hơn rất nhiều. Và do đó chúng ta có những cái cơ chế sinh hóa vững chắc hơn rất là nhiều. Thì ở đây có hai cái tính năng mà chúng tôi không thể bỏ qua bởi vì nó tạo nên sự khác biệt của H-Lock Reset. Đó là cái kết quả của 7 năm nghiên cứu riêng của chúng tôi. Và trong suốt giai đoạn đó thì chúng tôi còn dựa vào quy trình kiểm soát chất lượng 6S nghiêm ngặt để mà đưa ra cái sản phẩm độc đáo này. Thì dưới đây là những cái ví dụ mà chúng tôi đã áp dụng quy trình 6S như thế nào. Thì đầu tiên đó là cái quy trình lựa chọn. Ở H-Lock Reset thì chúng tôi lựa chọn những cái loại anthocyanin có hiệu quả cao hơn cho việc hỗ trợ những quá trình hóa học bên trong cơ thể của chúng ta. Và điều này là giúp chúng tôi nghiên cứu không phải là tất cả các loại anthocyanin đều có tác dụng giống nhau đối với khía cạnh sức khỏe này. Và cái quy trình thứ hai chính là cái tìm nguồn cung ứng. Thì H-Lock Reset chứa anthocyanin có nguồn gốc lý tưởng từ ba loại siêu thực phẩm, tôi gọi là quả lý chua đen, quả việt quất đen và gạo nếp cẩm. Và các ba loại thực phẩm này rất giàu anthocyanin cho màu sắc tím sẫm. Quy trình thứ ba chính là thông số kỹ thuật. Ở H-Lock Reset thì chúng tôi được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng nó đáp ứng tất cả những thông số kỹ thuật, bao gồm cả cấu trúc viên, cả trọng lượng của viên nang soft gel, cả thời gian phân hủy và hơn như thế được. Cái S4 trong quy trình 6S này là tiêu chuẩn hóa. Thì ở H-Lock Reset được tiêu chuẩn hóa để cung cấp đúng cái hàm lượng 215mg và đúng loại anthocyanin cụ thể cho mỗi liều dùng. Vì vậy thì các bạn biết không ạ, nó đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng là chúng ta đang cung cấp đúng một cái lượng nhất quán cho mỗi viên. Cái S thứ 5 trong 6S là tính an toàn. Ở H-Lock Reset thì chúng tôi được kiểm tra về kim loại nặng, về chất gây ô nhiễm, bên cạnh những cái tiêu chuẩn kiểm tra gắt gao về vi sinh vật. Và cuối cùng, đó chính là cái S thứ 6, minh chứng. Thì H-Lock Reset được xây dựng dựa trên nhiều nghiên cứu lâm sàng đã được công bố về công thức này. Ngoài ra thì việc tuân thủ quy trình chất lượng 6S thì còn có một số nhân tố quan trọng được thực sự tạo nên sự khác biệt cho H-Lock Reset. Và tất cả những nghiên cứu của chúng tôi đề cập chứng minh công thức của chúng tôi. Và
Chúng tôi mất tới 7 năm để mà nghiên cứu anthocyanin. Và tính tới ngày hôm nay thì chúng tôi đã có những con số ấn tượng là đã có ít nhất 5 nghiên cứu khoa học được công bố. Đây là một trong những điều thật sự khác biệt khi nói về cái số lượng nghiên cứu cho một cái sản phẩm. Một điều nữa mà nó làm nên sự khác biệt của Aislog Reset đó là công thức độc quyền cung cấp 215mg anthocyanin với sự pha trộn rất đặc biệt giữa quả lý chua đen, việt quất đen và gạo nếp cẩm. Đây là những cái thứ mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Và trên thực tế thì cũng khó khăn để tìm được những nguyên liệu riêng lẻ như thế này đấy. Và cuối cùng thì đây chính là nơi thật sự quan trọng đối với các bạn, vì Aislog Reset sẽ nhắm đích đến các quá trình sinh hóa bên trong cơ thể để hỗ trợ lối sống của bạn lành mạnh hơn và luôn tập trung vào nguồn gốc, bởi vì đó chính là cái hướng tiếp cận của sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học gen Aislog. Rất đơn giản, bạn chỉ việc sử dụng 2 viên nang mỗi ngày và không thực sự quan trọng vào thời điểm nào trong ngày cả, miễn là bạn nhớ sử dụng nó một cách nhất quán và hãy chọn thời điểm phù hợp nhất với các bạn. Và nếu bạn muốn dùng nó với các sản phẩm Phaonex yêu thích khác thì hãy tùy duyên nhé. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một số sản phẩm yêu thích dùng kết hợp với Aislog Reset như thế nào. Aislog Era Bình Phương rất tốt để hỗ trợ mục tiêu cho năng lượng và thanh lọc cơ thể. Và Aislog Expand thì cung cấp hỗ trợ toàn thân cho quá trình lão hóa lành mạnh. Và Lipac thì cung cấp một cái nền tảng dinh dưỡng lành mạnh. Và tất nhiên thì Aislog Reset sẽ giúp chúng ta chống lại những cái ảnh hưởng của lối sống hiện đại. Đây chỉ là một trong những cái ví dụ về sản phẩm tuyệt vời mà chúng ta có thể kết hợp cùng với Aislog Reset. Câu hỏi về các thực phẩm bổ sung khác thì một số các bạn sẽ tự hỏi làm thế nào mà Aislog Reset có thể kết hợp hay nó tạo nên sự khác biệt với những sản phẩm Pharmanex khác. Và đó là một câu hỏi rất hay đấy. Thì ở đây chúng ta cần phải phóng chiếu để nhìn bức tranh lớn hơn một chút nhé. Khi mà chúng tôi xem xét thời gian sống của một đời người thì các nhà khoa học trong bài nghiên cứu của chúng tôi đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng là có rất nhiều biến số để đóng góp cho cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của một đời người. Đó bao gồm khoa học dinh dưỡng như là vitamin và khoáng chất, hay là khoa học chống oxy hóa, là khoa học về chất chống oxy hóa từ những cái hợp chất và thực vật, hay là khoa học về tế bào, khoa học về kéo dài tuổi thanh xuân. Chúng ta phải xem xét các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe tế bào, cách sống trẻ hơn. Và có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen, vốn là căn nguyên của sự lão hóa. Và nó có cả một bộ khoa học toàn diện về quản lý cân nặng, về thành phần cơ thể, và có một cái lĩnh vực tương đối mới hơn được gọi là khoa học về hệ vi sinh hay là khoa học về vi khuẩn đường ruột của chúng ta và cách mà chúng ta ảnh hưởng, cách chúng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào. Và đây chỉ là một trong những cái số ví dụ lớn, những mảng lớn đóng góp cho sức khỏe của chúng ta mà thôi. Vậy thì thành thật mà nói thì sẽ không có thực tế nếu mà chúng ta tạo ra một cái sản phẩm để nhằm mục tiêu chỉ là tất cả các biến số đi cùng một lúc được các bạn ạ. Thêm vào đó thì chúng ta phải có nhiều cái sản phẩm nhắm đến những cái mục đích khác nhau, những cái lĩnh vực trọng yếu khác nhau, và bạn có thể được tùy chỉnh tốt hơn cho cái lĩnh vực mà bạn muốn cải thiện cho. Vậy thì ví dụ ở đây là Lipac là cái sự tập trung về mục tiêu về khoa học dinh dưỡng và khoa học chống oxy hóa, thì nó cung cấp những loại vitamin và những loại khoáng chất cần thiết cùng với sự pha trộn những cái dinh dưỡng thực vật có khả năng chống oxy hóa. Và đây là một cái sản phẩm giúp chúng ta cung cấp nền tảng dinh dưỡng lành mạnh và bổ sung vào trong cái chế độ ăn khoa học của chúng ta. Thì Aislog 90 chính là một trong những cái chương trình toàn diện mà giúp quản lý về cân nặng. Thì nếu bạn muốn cải thiện cái vóc dáng của mình toàn diện hơn, kiểm soát cân nặng tốt hơn, hãy hỗ trợ có thể đạt được trọng lượng và hình dáng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Vì đó cũng cái mục tiêu trọng tâm của cơ thể là lựa chọn chúng ta cải thiện vóc dáng. Và Aislog Era Bình Phương tập trung vào khoa học tế bào và khoa học biểu hiện gen. Nó cung cấp cho chúng ta sự pha trộn các thành phần trong Era Bình Phương ban ngày để hỗ trợ mục tiêu cho năng lượng tế bào, và sự pha trộn riêng biệt trong Era Bình Phương ban đêm cho mục tiêu thanh lọc tế bào. Còn Aislog Expand thực sự tập trung vào ba lĩnh vực, đó là khoa học về chống oxy hóa, khoa học về tuổi trẻ và khoa học biểu hiện gen. Nó cung cấp chúng ta một sự pha trộn độc đáo các thành phần có thể ảnh hưởng đến các cái cơ chế chống lão hóa để cung cấp những cái lợi ích dinh dưỡng phổ rộng, và cái kết quả là nền tảng hỗ trợ toàn diện cho một cái cơ thể để kéo dài sự trẻ trung. Và cuối cùng chính sẽ mà tập trung vào ba lĩnh vực, đó là khoa học về chống oxy hóa, các cái nguồn gốc gây lão hóa và khoa học vi sinh vật. Đây là cái sự pha trộn độc đáo của các loại anthocyanin giúp cho chúng ta hỗ trợ các quá trình hóa sinh bên trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì anthocyanin chính là một chất chống oxy hóa, và vì vậy thì nó cũng giúp cải thiện khả năng hệ thống bảo vệ chống oxy hóa của chúng ta và giúp cung cấp cái sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn tốt và xấu trong đường ruột. Và đó là lý do tại sao mà khoa học vi sinh lại có mặt trong nghiên cứu này. Quý vị bạn có thể nhìn thấy rằng là mỗi sản phẩm này đều mang lại một cái gì đó độc đáo riêng biệt, và chúng cùng nhau tạo nên một cái danh mục sản phẩm thật sự cho phép bạn tùy chỉnh theo những gì mà cơ thể bạn muốn được hỗ trợ bởi
Vì vậy thì làm thế nào để mà chúng ta lựa chọn những cái sử dụng hoàn toàn an toàn khi sử dụng tất cả những sản phẩm này cùng một lúc, và bạn có thể kết hợp các sản phẩm dựa trên những nhu cầu cá nhân của mình? Thì dưới đây là một vài câu hỏi đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tự hỏi là tìm ra cái nhu cầu tốt nhất cho mình. Năng lượng của bạn như thế nào? Trọng lượng cơ thể và vóc dáng của bạn như thế nào? Bạn có cần sự trợ giúp về lối sống hiện đại không? Bạn có cần hỗ trợ để lão hóa khỏe mạnh không? Hay là hỗ trợ về chế ăn thiếu dưỡng chất không? Những câu hỏi như thế này sẽ giúp chúng ta xác định những ưu tiên và chúng ta đang quan tâm đến những gì. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà tôi nhận được là sự so sánh của ASOC Reset và ASOC T90. Vì ASOC Reset tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ toàn thân cho quá trình sinh hóa lành mạnh, các quá trình sinh hóa bên trong cơ thể của chúng ta. Còn ASOC T90 thì cung cấp sự hỗ trợ mục tiêu cho cái việc định hình cái cơ thể và quản lý cân nặng của chúng ta. Và hai lĩnh vực này thì bổ sung cho nhau. Và xét cho cùng thì khi ai đó bắt đầu T90 và thay đổi thói quen ăn uống và mức độ hoạt động thì ASOC Reset thì điều đó cũng có thể tác động tích cực đến quá trình sinh hóa trong cơ thể của họ. Vì vậy, đó là một cái sự lựa chọn lối sống lành mạnh mà chúng ta đã nói trước đó. Và ASOC Reset chính là công cụ khác để giúp chúng ta hỗ trợ các quá trình sinh hóa đó. Vì vậy thì mặc dù hai sản phẩm này hoạt động theo những cách hoàn toàn khác nhau, nhưng bạn có thể nhìn thấy rằng chúng hỗ trợ cho nhau như thế nào. Vậy thì T90 hướng đến trọng lượng và hình dáng của cơ thể khỏe mạnh thông qua hỗ trợ cái quá trình trao đổi chất lành mạnh, duy trì cơ nạc, hỗ trợ tâm trạng và ý chí tích cực. Còn ASOC Reset thì hỗ trợ quá trình sinh hóa của cơ thể và thông qua quá trình cân bằng lành mạnh, các cái vi khuẩn tốt và xấu trong đường ruột, hỗ trợ chống oxy hóa và các quá trình hóa sinh trong cơ thể. Tôi rất hào hứng với ASOC Reset và đây là sản phẩm độc đáo mang đến những ảnh hưởng đặc biệt và phục hồi cơ thể của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Sứ mệnh của Nu Skin là trở thành nền tảng cơ hội kinh doanh số 1 trên thế giới về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Hãy giữ sứ mệnh này trong tâm trí của chúng ta. Trong 7 năm nghiên cứu đã mang đến chúng ta cái sản phẩm bổ sung ASOC Reset đột phá. Đây chính là ASOC Reset đấy các bạn. ASOC Reset chứa những cái công thức độc quyền anthocyanin từ những các loại siêu thực phẩm của thế giới. Đó là quả lý chua len, việt quất đen và gạo nếp cẩm, để giúp chúng ta có một cái sự cân bằng tốt hơn bởi những tác động của phong cách sống hiện đại mà chúng ta cần có thể sử dụng phục hồi cái hệ thống chuyển hóa của mình mỗi ngày. Và chắc chắn sẽ giúp chúng ta loại trừ những cái tác động tiêu cực bởi phong lại của chúng ta. Nó cho phép chúng ta chuyển dịch trạng thái hóa sinh của cơ thể đến một cái trạng thái tích cực lành mạnh hơn. Hãy sẵn sàng để chào đón thị trường Thái Lan, Việt Nam vào tháng 11 và tháng 12 cho thị trường Singapore và Philippines sẽ được mở bán giới hạn và dành cho những đại diện thương hiệu mà thôi. Hãy bắt đầu nỗ lực để trở thành đại diện thương hiệu và tham dự vào sự kiện đặc biệt không thể bỏ lỡ này. ASOC Reset chính là sản phẩm tuyệt vời nhất sẽ mà chúng ta không bao giờ được bỏ lỡ trong cuộc đời của mình.